Tết 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 đến rồi là phải đã điện thoại mới thôi. Hôm nay bên em á tiếp tục là giảm giá tiếp là cái mẫu Samsung S20 5G nha mọi người. Đó, hôm nay sẽ giảm là còn 4.650.000 nha. Thì con này phiên bản của Mỹ nha mọi người. Thì bản Mỹ sẽ là bản 2 SIM, một e SIM và một SIM nhật lý nha mọi người không? Một e SIM nè, e SIM mọi người, đây là SIM nhật lý nè. Đó, thì con này sẽ là bản Mỹ sẽ được chạy chip á Qualcomm sẽ là gần 865. Màn hình tần số quét con này là 120 Hz thôi nha. Đây cho mọi người xem. Đó, từ số A để chỉnh lại độ phân giải Full HD rồi đó, màn hình từ số quét là 120 Hz đó, rất là mượt luôn. Giá hôm nay bên em giảm còn 4.650.000 thôi, thì bên em vẫn có hai màu thôi người, màu trắng và màu hồng. Đây màu hồng nè, cái màu hồng này cực kỳ là đẹp luôn nó, giờ màu hồng rất là nóng tính nha. Đây đây màu hồng nè người ha, đó màu hồng là màu trắng, có hai màu thôi mọi người. Đó, hai màu thôi nha. Giá bên em bán là 4.650.000 thôi người. 4.650.000. Người chồng ngồi xem. Qualcomm sẽ là gần 4 865 nè. Đó, màn hình con này 6,2 inch. RAM con này sẽ là RAM 8 GB. Người thấy không? RAM 8 GB nè. S20 còn không anh thì đang like mà mới vừa like nhưng tất nhiên là phải còn anh Tuấn Hùng ơi, em đang like luôn á. Giá là 4.650.000, giá hôm nay giảm nha. Giảm tiếp. Đây, kích cỡ dung lượng á là bộ nhớ trong người 128 GB nè. Đó. Ok. Tiếp theo là hệ thống là S20 5G mọi người. Đó, con này bản Mỹ nha, phiên bản Android 12. Đó, One UI 4.1. Ok chưa? Rồi. Pin này là 4000. Cái này ứng dụng máy ảnh nè. Đó, 12 gigabyte cell. Đó, đây camera nè. Máy này bộ nhớ bao nhiêu vậy shop ơi? Dạ con này bộ nhớ là 128 GB nha. RAM của nó là RAM 8 GB. Đó, RAM 8 GB. Đây camera góc cộng nè. X1 nè. X2 nè. X5, X3 chứ rồi. Nó bị hơi đã xíu em chùa lại cái. Rồi, chùa xong rồi nè. Đây góc cộng nha người. Đây zoom cho người xem nè. Đang chỉnh cái màn hình sáng lên xíu. Đó, sáng hết rồi. Đó. Rồi chỉnh lại góc cộng nha. 0,5. Đó. Ship có cọc không? Dạ bên em ship có cọc nha. Máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu cọc 500, máy trên 10 triệu cọc trên 1 triệu. Đây, zoom 2,4x nè. Đó. 8x. Thấy rõ mọi người. Đó, rất là rõ nha. Đó, rất là rõ luôn. 10x. 10x bây giờ nó sẽ qua một cái camera tele á, nên phải con này sẽ zoom xa mới thấy được mọi người. Đó, còn camera selfie nè. Đó, đều hoạt động bình thường hết nha, không lỗi gì hết nha mọi người. Đó. 4.650.000 thôi. 4.650.000. Mua hàng như thế nào anh gọi số hotline giúp em luôn nha. Em có bình luận ở dưới mọi người gọi luôn cho nó dễ chốt hàng. Đó, còn đây là xem một cái video, con này là màn hình 2K cộng, màn hình cong đó. Để xem cái video. 4K 60. Tại vì em không báo mọi người luôn là 2 ngày nữa là bên em hết ship code được rồi nha. Hai ngày nữa là bên em hết ship code được rồi nha mọi người. Mọi người lưu ý giúp em. Hai ngày nữa bên em tạm ngưng ship code nha. Chắc qua Tết mà ship lại bình thường rồi. Đó. Chỉ còn có 2 ngày nữa thôi. Đây. Ngày 11 là hết ship code. Đó, màn hình rất là đẹp nha mọi người. Rồi, 4.650.000. Bên em bán thì bảo hành 3 tháng hoặc 1, không bảo hành gây nước cứng đớ màn hình. Đó, bên em có hỗ trợ trả góp không cần trả trước nha. Và trả góp thì phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được, mọi người thông cảm giúp em. Rồi và bên em á là bảo hành 3 tháng 1, không hành gây nước cứng đâm hình, có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Ship có toàn quốc cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đó, mọi người lưu ý nè, bên em chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng Hà Quốc Minh 97168 5 con số 9, Vietcombank, mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo mọi người. Địa chỉ là 43 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 017 469 683 06 con số 8 774 0703 747474 nha. Đó, hôm nay thì chỉ có được 2 4 6 7 con thôi. Đó, được 7 con thôi. 4.650 S20 5G bản Mỹ. Ngoại hình của con này thì tầm khoảng 97 98 nha mọi người. Cũng có chè xước nha, nhưng mà chấp nhận được. Tại vì bên em bán máy cũ thôi. Rồi, cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream với mọi người. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Bye bye.